mình xin chia sẻ với anh em thêm là ở trên cái con ổn định điện version 2 nó sẽ có một cái hay là khi các bạn lắp thêm tải nó sẽ tự điện, tự động dâng điện lên cho anh em để đáp ứng cái dòng nạp cho anh em nhé. Ok, thì bây giờ là mình sẽ test là đang nổ máy, điện áp ở trên bình của mình nó báo là 12,3V, thì mình sẽ bật đèn pha lên. Đó, rất là sáng anh em ơi. Đó, thì bây giờ là mình sẽ xuống cốt. Đây, mình cho anh em thấy. Đó, cái đèn này nó sáng đấy. Đó, ok. Thì bây giờ là đồng hồ của mình đang báo là 12V tròn. Mình sẽ lên pha. Nó báo là còn 11,7V. Đó, anh em đã thấy không ạ? Khác với clip lần trước. Ok, thì bây giờ là mình cứ test là để nguyên pha ở đây nhé. Và bây giờ là mình sẽ đi tốc độ từ 20 cho đến 40 như những cái clip lần trước mình test đó. Đường hôm nay là rất là đông xe, xe nó đi toàn xe to đi cho nên là nó cũng hơi ồn, anh em thông cảm. Ok, bây giờ là mình cái ga đều đó. Đó, đồng hồ của mình đang báo là 35 cây số một giờ rồi. Đây là mình đang đi số 3 ở tốc độ là 40 cây số một giờ. Đồng hồ của mình đang báo là 12:49. Bây giờ là mình sẽ sang số 4. Mình sẽ đi một đoạn. Mấy cái clip này thì nó diễn ra là diễn đi diễn lại nên là anh em sẽ có thể sẽ nhầm lẫn, nhưng mà cái nội dung ở trong cái clip này nó sẽ khác nhau anh em nhé. Ok, đó thì anh em đã thấy cái sự ổn định chưa ạ? Ở cái clip lần trước ấy, thì mình có test là 40W, cái đồng hồ của mình cũng báo là 12V6 ở đây. Thì hiện tại bây giờ là cái xe của mình đang lắp thêm một cái cây L4 phiên bản đèn bi là 40W cộng thêm một cái bóng pha là 40W nữa là 80W, mà cái đồng hồ của mình vẫn đang báo là 12,6, 12,7 rồi anh em ơi. Đó, thì khi anh em đi thì nó sẽ dập điện dần dần lên. Thì hiện tại bây giờ là mình cũng đã đi được khoảng 500m. Đèn rất sáng anh em ạ. Bây giờ thì mình sẽ xuống cốt. Đó, đây là xuống cốt. Ok, thì bây giờ mình sẽ lên pha. Đó, rất là sáng anh em ạ. Mình vẫn cứ đồng hồ của mình vẫn đang báo là 40. Hiện tại bây giờ là vốn kế của mình đang chỉ là 12,7 rồi. Như thế này thì anh em đi thoải mái, không bao giờ lo hết điện anh em nhé. Cái ổn định điện version 2 thì mình cũng xin chia sẻ thêm với anh em là nó sẽ tự động nhận biết được cái mức độ tiêu thụ của dòng nạp, và nó sẽ tăng cái dòng nạp lên cho anh em. Đó, ở cái lần trước thì mình cũng đã nói rồi, mình lắp có 40W thôi và điện áp của mình cũng báo là 12,6, mà bây giờ mình lắp lên thêm một cái bóng nữa là 80W, nó vẫn báo là 12,6. Như thế này thì anh em đi thoải mái luôn, không bao giờ lo phù bình nhá. Thì tí nữa thì mình sẽ test là mình sẽ chạy ở cái tốc độ 60, 70 đến 80, thì anh em có thể là sẽ theo dõi cái mức điện áp trên đồng hồ của mình. Bây giờ là mình sẽ tăng tốc dần lên này. Tại mình đang chạy là 60 nhá. Đó, đồng hồ của mình đang báo là 13,1V. Bây giờ là mình sẽ chạy nhanh hơn một tí là mình sẽ là lên 80.
ok thì mình chạy tới độ cao rồi, bây giờ là mình sẽ test là mình hạ watt xuống. Mình sẽ đi một cây L4 phiên bản bi là 40W, và cái bóng cốt của mình sẽ là 20W, sẽ là 60W. Ở đây thì mình đã xuống cốt rồi, thì hiện tại bây giờ là mình sẽ test tiếp cho anh em. Mình sẽ đi ở cái tốc độ là 40 km/h. Hiện tại thì đồng hồ của mình đang báo là 13,2V. Như thế này là có ok rồi anh em ơi. Thì bây giờ là mình sẽ đi nhanh dần lên nhá. Điều kiện để test clip thì là mình phải đi trên đường, cho nên là cái tiếng gió sẽ tít, anh em sẽ rất là khó nghe. Hiện tại mình đã đi là 50-55 rồi, đồng hồ của mình vẫn đang báo là 13,6V. Thì bây giờ là mình sẽ đi nhanh hơn. Ok chị ạ, mình đi cái tốc độ 80, cái đồng hồ của mình đã báo là 15,1V, vẫn trong cái mức độ cho phép anh em nhé. Đó, anh em đã thấy cái sự khác biệt chị ạ, khi mà mình lắp thêm tải vào thì cái cục ổn định điện version 2 nó sẽ nhận biết được là cái dòng nạp nó đòi hỏi là nhiều lên thì nó sẽ mở dòng cho cái dòng nạp của mình nó sẽ tăng lên. Thì khác cái clip ở lần trước test là điện áp nó sẽ chỉ dao động từ khoảng 13V quay đầu thôi. Còn cái clip này thì mình đã lắp thêm tải vào thì cái lượng điện nó đã tiêu thụ nhiều lên, và con ổn định điện nó đã cho phép cái dòng điện đưa vào bình ắc quy lên đến là 15V. Đó, ok chị ạ, này thì quá là ok luôn rồi anh em ạ. Anh em không phải suy nghĩ, mình khẳng định luôn cái con ổn định version 2 này của mình nó sẽ tối ưu và hiệu quả hơn là cái con sạc Attila anh em nhá. Được sạc Attila, nếu như anh em đi ở cái đèn 40W mà anh em giữ đều ga ở cái tốc độ mà đi cho phép ở trong thành phố thị xã là từ 20 cho đến 40 cây số ấy, thì anh em bấm còi nó sẽ có hiện tượng hơi bị díu đèn. Nếu như anh em lắp thêm một cây trợ sáng L4 nữa, nó sẽ rơi vào từ 20 cho đến 40W tùy loại. Thì hiện tại bây giờ là mình đang sử dụng ở cái bóng L4 40W phiên bản ND của mình. Nó là 40W cộng lên cái bóng pha của mình 40W là 80W. Mình đi thoải mái luôn, không bao giờ lo hết điện. Còn nếu như anh em mà lắp cục sạc Attila, thứ nhất là giá thành rất là cao. Đó, thì anh em cũng đã biết rồi. Một số anh em có phản hồi là với mình thì lắp cái cục sạc Attila nó sẽ rơi vào tầm 650.000. Mà cái cục ổn định điện version 2 bên mình thì bán là chỉ có 100.000, không bao gồm phí ship anh em nhé. Thì cái dòng điện nó đã cho mình một cái dòng điện như thế là quá là ok. Anh em về không phải chế cháo độ, chế dỡ bưởng gì cả, chỉ việc tháo ra và làm theo như clip là xong. Rất là ngon lành. Đó, thì hiện tại bây giờ là mình đi từ nãy giờ vẫn là cái tốc độ 40, là đồng hồ của mình đang báo là 13,5V. Như thế là quá là ok rồi anh em ạ. Và có một số anh em có thắc mắc là nếu như cái nguồn điện của mình nó cấp lên vượt quá cái ngưỡng là 15,5V, nó lên 16V đi, thì nó có ảnh hưởng gì không ạ? Mình xin thưa với các bạn là nó không ảnh hưởng gì nhá. Ok, thì bây giờ là mình sẽ test luôn như thế này. Hiện tại bây giờ là cái bình của mình đang báo là 13,3V, là tốc độ 40. Nếu như mà mình bóp phanh là nó sẽ tụt. Đó, anh em thấy không ạ? Mình bóp phanh nó sẽ tụt. Như thế này là anh em không phải lo. Nếu như cái bình ắc quy của các bạn là nó có vượt quá một tí cũng không ảnh hưởng gì. Đó. Cái bình ắc quy của các bạn nó sẽ chịu được một cái dòng điện liên tục là 15,5V. Đó, nếu như mà nó sẽ lên 16V thì cũng không ảnh hưởng gì. Bởi vì là nếu như 16V mà không có thiết bị tiêu thụ điện thì nó mới nguy hiểm đến cái bình ắc quy của các bạn nhá. Còn nếu mà có tiêu thụ điện thì không phải lo. Nếu như bây giờ mình đi sẽ là giữ ga là 13,4V như này, mình chỉ cần nháy phanh một cái là sẽ tụt xuống. Nó tụt xuống như thế là nó sẽ xả điện đi luôn, nên là anh em không phải lo. Đó, đây là cũng chỉ là mình giải đáp thắc mắc cho anh em thôi. Còn như cái clip này thì anh em có thể đi
thoải mái luôn. Ok, thì bây giờ là mình sẽ lên pha này. Đó, thì đồng hồ mình đang báo là 12,9V. Thì mình sẽ test ở tốc độ cao một lần nữa. Một đoạn đường dài nó sẽ làm đủ bình áp suy của bạn rồi, các bạn chỉ cần kéo một cái là nó sẽ lên được bằng đấy thôi. Nhưng anh em không phải lo, khi anh em giảm ga cái thì nó lại tụt xuống, hoặc anh em giảm phanh một cái là nó lại tụt xuống, nên là anh em không phải lo anh em nhá. Ok, thì bây giờ là mình sẽ đi chậm và mình sẽ chia sẻ thêm về một số vấn đề. Ở clip vừa rồi thì mình có chia sẻ với anh em là cái bộ ổn định điện cũng như là bộ kích đèn. Thì mình xin chia sẻ thêm là cái bộ ổn định điện ấy là dành cho những cái chiếc xe dim, xe quay, nói chung là các loại xe. Thì khi anh em lắp lên xe thì yêu cầu là anh em test kỹ trước khi hoàn thiện lắp công đoạn cuối cùng là lắp vỏ hay là lắp xong xuôi đâu đấy, thì anh em là nên test kỹ nhá, tránh những tình trạng là test sơ sài xong lắp vào thì nó có vấn đề gì xảy ra sau này thì mình cũng không hoàn toàn chịu trách nhiệm đó. Thì trên cái xe của mình test cho anh em thấy. Đối với những cái xe mà phun xăng điện tử ấy, nếu anh em lắp ổn định điện thì anh em cũng nên lưu ý là cũng nên test kỹ, bởi vì là cái xe phun xăng điện tử nó có những cái bộ cảm biến rồi là bơm xăng các thứ ấy. Nếu như cái điện áp mà cái ngưỡng nó vượt cao quá thì anh em cũng không nên lắp. Đó là cái khuyến cáo ở bên mình. Và mình muốn chia sẻ thêm nữa là một cái ý nữa là cái kích đèn pha siêu sáng dành cho xe Dream Việt hay là xe Quen Pha nhá. Còn xe Dream Thái vẫn sử dụng ok, hoặc là xe Dream Tàu vẫn sử dụng ok. Nhưng anh em cũng nên đo kiểm trước khi đặt hàng mua đó, để tránh cái tình trạng là khi anh em mua về mà anh em lắp vào rồi mà nó cái độ sáng nó không được như ý thì anh em lại trách do bên mình bán hàng. Thì mình đã có cái clip test là lắp cái kích đèn pha siêu sáng ấy rồi. Thì đối với cái xe của mình hoặc là xe Dream Việt hoặc là xe Quen Pha thì ok, Quen Pha thì các đời Quen Pha anh em nhá, cả một đèn dùng chân H4 ấy, hoặc là cái loại Quen Pha đời 2012-2010 mà sử dụng cái loại bóng M5 hai bóng ấy, dùng ok anh em nhá. Đó, thì nó sẽ chia ra làm hai nhóm như thế. Đối với cái xe Dream thì thường là anh em sẽ lên cái con ổn định điện, bởi vì nó chỉ có một pha, nó chỉ có một cái bóng led thôi, thì anh em chi phí để nâng cấp lên thì nó cũng đơn giản. Còn đối với cái xe Way Alpha mà cái loại đời 2010 đó thì nó sẽ là có hai bóng 2006, xin lỗi anh em, 2006 thì nó sẽ chỉ có hai bóng pha đấy. Thì khi anh em nâng cấp lên hai cái đèn led thì nó sẽ hơi tốn kém cho anh em. Cái đấy là phụ thuộc vào anh em thôi, nếu như anh em có điều kiện dư giả thì vẫn lên thoải mái không sao cả. Còn nếu như anh em muốn phiên bản mà muốn chi phí rẻ thì anh em có thể là sử dụng một con kích đèn, giá thành nó cũng rẻ, cộng thêm hai cái bóng siêu sáng. Bên mình có quảng cáo mà chia sẻ với anh em đó, thì bóng bên mình là bóng khí halogen anh em nhé. Còn những cái bóng mà theo xe, kể cả xe Super Dream, nó là bóng khí chơi anh em nhé. Đó, thì cái chất lượng hai cái bóng đấy là khác nhau và cái ánh sáng nó đưa ra sẽ là khác nhau đó, thế nên là nó ánh sáng nó sẽ khác hẳn nhau luôn. Mình chia sẻ nữa là cái bóng đấy khi mà anh em đi trời mưa thì cực kỳ là tối ưu anh em nhé, đường rất rõ. Ví dụ cái đèn xe này của mình thế thôi, nhưng khi anh em đi ở ngoài thực tế nó rất là sáng, mình quay trên máy quay thì cái ánh sáng của nó không được đảm bảo đó. Ok, anh em có thắc mắc gì thì có thể là comment ở phía bên dưới khu vực bình luận đó, thì mình sẽ giải đáp trực tiếp cho anh em. Ok, xin chân thành cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Nếu như anh em thấy hay thì like, share, subscribe kênh của mình là Kiên Mô Tôn đó. Thì cũng xin chân thành cảm ơn anh em đã đặt hàng bên mình, và cũng có rất nhiều anh em đã phản hồi gọi điện cho mình là có nói về sản phẩm là bên mình chạy rất ok, độ bền có. Thì hiện tại là mình đã phát hành được những cái bộ ổn định điện hoặc là những cái bộ bóng led ở bên mình ấy cũng đã được 5 đến 6 tháng rồi, thì anh em đi là ok. Còn cái xe của mình thì mình đã test từ trước đó là 1 năm, đến bây giờ vẫn ok, không vấn đề gì đó. Thì anh em đã thấy là mình đi từ lúc lấy đến giờ chỉ tốc độ thì có 30 thôi, có lúc thì lên thì 40, mà cái đồng hồ của mình nó vẫn cứ báo giữ nguyên là 12,4V này đó. Thế bây giờ là mình sẽ ít ga một tí nhá. Đó anh em thấy không?